Sau đây video thứ hai mình xin hướng dẫn các bác cách đấu nối này và các thao tác sử dụng máy khoan cam mini đa năng được phân phối trực tiếp bởi CNC Bình Nguyên. Trước hết ta vào các thao tác đấu nối. Thì trên máy của mình đầu tiên là các bác phải lắp các thiết bị, rời. Khi chuyển về là nhà máy đã tháo rời một vài thiết bị ra, bây giờ mình cần lắp lại. Đầu tiên là các bác lắp thiết bị nâng hạ, thay đổi chiều cao, của động cơ trục chính, làm sao cho nó phù hợp với lại tim của tấm gỗ. Thì bằng cách là bác nới lỏng cái ốc này ra và sử dụng tay điều chỉnh, và mình điều chỉnh nâng lên hạ xuống. Thứ hai là hiệu chỉnh chốt. Hiệu chỉnh chốt thì các bác sử dụng hai ốc, nới lỏng hai ốc này ra để nâng lên, nâng chốt lên và hạ chốt xuống, làm sao cho phù hợp với lại mặt ván, mặt lỗ. Và thứ ba là các bác hiệu chỉnh ốc ở trong này, là đi hiệu chỉnh ra vào, cái này. Nếu mà cái này nó ra ngoài so với mặt lỗ quá, đây ví dụ luôn, ví dụ như này, nó đang bị ra ngoài so với mặt lỗ, các bác nới ốc ở trong và kéo nó vào bằng mặt gỗ là ok. Xong phần hiệu chỉnh thứ tư là dao, tháo lắp dao. Mình có một cái chốt cá ở đây, mình di chuyển tay đến vị trí mắc cá là ok, là nó sẽ siết lại, và mình sẽ sử dụng cà lê để tháo lắp dao này ra. Đi theo máy có hai loại dao, một là loại dao khoan và một loại dao phay. Đây đang sử dụng dao khoan chốt cam. Và đây là nút stop này. Tiếp theo đồng hồ. Đây là đồng hồ đo áp này, 0,6 áp SPI là được, là ok. Đây là vít hiệu chỉnh chiều sâu, của khoan, bằng cách nới lỏng ốc này ra để điều chỉnh chiều sâu của khoan. Và nếu mà mình hiệu chỉnh mắc mà khoan vẫn chưa đủ chiều sâu thì các bác phải nới lỏng, đẩy cái dao ra ngoài, nới lỏng cho dao đẩy ra ngoài. Và các thao tác đã sẵn sàng thì các bác cấp nguồn. Đây là nguồn 220. Nguồn 220 cho máy. Và đây là ống dẫn khí. Đầu vào, đầu ra và đầu vào máy. Tiếp theo mình xin giới thiệu các phím chức năng ở trên máy. Đầu tiên là máy dòng Minicam C series được nhập khẩu, là dòng cao cấp nhất trong năm 2020. Thì gồm có 6 chế độ làm việc. Chế độ thứ nhất tương ứng với chế độ là một lỗ. Các bác để ý mình thao tác trên máy. Chế độ một lỗ. Đây là mình là chuyển về chế độ 1. Chuyển về chế độ 1 là khoan một lỗ. Chế độ thứ hai là chế độ một lỗ cam, một lỗ chốt cộng với một chốt gỗ. Chế độ thứ hai là một cam cộng một chốt gỗ bên phải. Chế độ số 3 là chế độ phay rãnh. Chế độ phay rãnh mình hiệu chỉnh tham số, hiệu chỉnh tham số này ok. Chế độ thứ ba là chế độ phay rãnh. Chế độ thứ tư là chế độ chốt U, hoặc là chế độ một chốt cộng với là một chốt gỗ trái.
là chế độ thứ tư. Chế độ số 5 là chế độ một chốt cộng với lại hai chốt gỗ trái phải, là chế độ thứ 5. Chế độ số 6 là chế độ số 6. Chế độ số 6 là chế độ điều khiển bằng tay, là khoan theo chiều sâu của lỗ. 6. Đó là 6 chế độ. Đến phần hiệu chỉnh. Hiệu chỉnh ở đây mình sẽ có, đầu tiên các bác ấn vào phím xuống này. Các bác ấn phím xuống này. Thì ở đây số đầu tiên, hàng đầu tiên là 100 là gì? 100 là tốc độ di chuyển bằng tay, là 100. Và đây là tốc độ di chuyển, tốc độ gia công, phay, gia công phay rãnh đấy, là 100 mm/giây. Đây là khoảng cách lỗ này, là 3/2 giữa các lỗ phải lỗ trái so với chốt cam ở giữa. Và đây là 400 là tốc độ khoan. Và đây là chiều dài rãnh là 43, tức là phay một cái rãnh dài 43. Còn đây là 32 là khoảng cách giữa các lỗ khoan. Còn đây là rãnh. Còn đây là 11 là đường kính dao. Và đây là tham số thời gian khoan là 0,5. Và đây là thời gian hồi về, sau khi khoan là máy hồi về là 0,4. Còn đây là thời gian chuyển dao phay ấy, chuyển dao phay là 1 giây. Di chuyển dao phay 1 giây. Mọi thông tin về máy K Mini xin vui lòng liên hệ theo số hotline là 0985 324662. Xin thành cảm ơn.